đến là bài Land Hip Adduction. Đối với bài tập này thì mình sẽ nằm ở vị trí giống như hạnh đang set up ha mọi người. Nhớ phải luôn gồng chắc cơ trọng tâm để giữ ổn định thân người của mình ha. Giữ thẳng lưng ha. Và sau đó mình sẽ nhấc cái mũi chân của mình hướng lên một chút xíu để căng cái phần đùi của mình ra. Sau đó mình sẽ đưa cái phần gót chân hướng xéo lên trên trời của mình để khi mình đá lên nó sẽ vô cái phần mông và đùi của mình nhiều hơn ha mọi người ha. Mình đá hướng lên trên trời ha mọi người. Và kiểm soát lực, kiểm soát cơ, cố gắng cảm nhận cái phần cơ của mình, cơ mông của mình ha. Sau đó mình đổi bên, mình thực hiện còn lại y chang như vậy luôn. Đó, nhớ gồng chắc cơ lưng của mình, gồng chắc cơ bụng của mình để mình thực hiện chuyển động thì cái người của mình trong nó sẽ cố định hơn. Thì khi hạnh đưa cái gót chân hướng lên trời nhiều hơn nó sẽ tác động vào cái phần mông và đùi của mình nhiều hơn ha. Mông và cái phần đùi sau và đùi bên hông của mình đó mọi người. Nhớ mình thực hiện chuyển động chậm và chắc và cố gắng cảm nhận cái phần cơ mông của mình nha mọi người. Đừng thực hiện nhanh quá thì nó sẽ không tác động vào vùng cơ mà mình đang muốn build đâu ha.